xin chào các bạn đã đến với clip tiếp theo của mình nha. Chào cả nhà luôn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đi đặt gặp chuột nữa cả nhà. Thì bữa nay mình đặt từ đây ra tới bờ kinh ngoài đó đó cả nhà. Dòng vô trong đây luôn. Dòng vô trong đây. Tới cái máy đó đó cả nhà. Rồi, giờ này mình cũng đã đặt xong rồi cả nhà. Thôi mình xin tạm dừng video ở đây nha. Rồi tối mình đi xong gặp mình sẽ quay lại cho cả nhà xem ha. Ok, chào cả nhà buổi tối nha. Thì tới giờ mình đi thăm gặp chuột rồi cả nhà. Rồi, mời cả nhà theo chân mình luôn nha. Rồi, hôm nay có lý không? Chưa quất rồi. Để những chuột bự đi. Này dính chút bự nữa đây. Cái bá lửa. Bự này. Còn bự nữa. Rồi, những bờ kinh này đặt đi đặt lại thì ngày đặt ngày kia đặt nó cũng có chục lần vì nó cũng ít chín. Cái này ngon lắm. Chắc nhái vậy sập quá. Còn dính chút nhỏ. Một xíu. Lửa. Không chín đâu. Chín một chút lửa này. Chín một chút bờ này. Thôi, hai em chút nhỏ luôn. Rồi đi đảo lại cái đường kia cái nha. Năm sáu chục cái dính được có chục chục à. Mười mấy con. Thắt thu à. Chục lửa. Nãy giờ mình cũng đã đi cuốn gặp ủa thăm gặp xong rồi cả nhà. Thì được nhiêu này, khoảng chừng 30 con chuột rồi. Bữa nay dính khá là ít. Rồi, mình xin tạm dừng video đây nha cả nhà. Sáng mai mình đi cuốn mình sẽ quay lại tổng kết cho cả nhà xem ha. Rồi, chúc cả nhà ngủ ngon. Ok, xin chào cả nhà buổi sáng nha. Thì hôm nay mình đi cuốn gặp hơi sớm cả nhà. Mình cũng mới có 4 giờ mấy, gần 5 giờ. Rồi sáng này dính nhiều không ha. Nên mời cả nhà theo chân mình luôn.
thì dọc sáng nay hay dính cá lý cả nhà, chứ cái này phải chính đói đói với ít sắp không dính nữa. Chết rồi, còn hiu luôn. Cái nào bự dưới lứa mình chứ không bự dừa. Chịu hình chắc đói á. Cái này tối xăm không dính này, dịch lùa hôm qua cái lý này nó bị ủi à, bự nè, ủi à. Cái này tối dính sáng không dính, dính nữa nha. Ở dính dục bự, sáng dính dục bự nữa. Cái này tôi dính dục lửa, sáng chắc. Không dính cái đó, dính nè. Chút lửa nè, chết cái nước rồi. Chút lửa trọng trọng mười mấy. A few moments later. Bờ kênh dính được nhiêu nha, chục con, tối cũng được đâu chục con nha, mà chục bự bự không ghê cả nhà. Sáng thì mình cũng đã cuốn gạch xong rồi cả nhà, thì hôm nay dính nói chung sáng này dính thì cũng có lý, cũng tầm khoảng 44 ngoài con. Sáng đêm chứ cũng cỡ 6 cái mấy 7 ký rồi nha. Cũng không thắt gì mấy. Rồi, xin dừng video ở đây nha cả nhà. Thì cả nhà cảm thấy thích video này thì like và đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye cả nhà.